Bây giờ mua mua hết Bison đấy, mua khẩu bay Bison đấy, Rara A sẽ Cậu chết sinh đi viên năm thứ ba này mới phải nhập viện với các biểu hiện loạn thần. Nhiều năm nay, cậu thường xuyên chơi game, nhập vài bắn súng. Sau gần một tháng điều trị tại bệnh viện, ý thức của bệnh nhân mới trở lại bình thường. Đầu tiên là thì nghiện bình thường thì chưa ai nói là rối loạn tâm thần cả. Là một cổ động viên bóng đá cuồng nhiệt, chàng trai 22 tuổi này có thể nhớ tên của từng đội bóng và từng cầu thủ nổi tiếng. Ước mơ trở thành một cầu thủ bóng đá đã nung nấu từ khi em còn rất nhỏ. Nhưng đáng tiếc, em đã không thực hiện được ước mơ cháy bỏng của mình vì bị tâm thần phân liệt, một chứng loạn thần rất nặng. Còn chàng trai 23 tuổi này đã có hơn 10 năm chơi game online và phải tới viện điều trị vì trầm cảm, rối loạn lo âu cấp. Gương mặt vô cảm, ánh mắt lờ đờ sau những đêm thức trắng cày game là những gì người đối diện thấy ở một chàng trai thanh niên đang độ tuổi sung sức nhất.